Song Joong-ki đốt mắt người xem khi trở lại mang ảnh nhỏ cùng Vincenzo. Gần đây, sau khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, Song Joong-ki đã trở lại mang ảnh nhỏ với bộ phim Vincenzo. Nhờ sức hút của nam tài tử, bộ phim được công chúng mong chờ và trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Ngay trong tập 1, Song Joong-ki đã chiêu đãi khán giả cảnh tắm nóng mắt, khoe khéo body săn chắc. Loạt hình ảnh khoe body này đã khiến dân mạng không ngừng chia sẻ, bàn tán rần rần. Nhiều fan khen ngợi body nam diễn viên rất cân đối và săn chắc, Shikula sexy đến khó cưỡng. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng body của Song Joong-ki đã gầy đi khá nhiều, nhất là so với giai đoạn anh chàng từng khiến cả châu Á dậy sóng vì múi bụng cực em lem trong Hậu Duệ Mặt Trời. Thậm chí, nhiều netizen đã gọi hồn vợ cũ Song Hye Kyo vì dùng như phá. Ý kiến này sau đó lại vấp phải nhiều sự phản đối vì netizen cho rằng Song Joong-ki chỉ giảm cân hơi quá mà thôi. Song Joong-ki hóa thân xã hội đen căng cực. Tiếp nối Mr. Win ở khung giờ vàng phim cuối tuần của đài cáp TVN là Vincenzo, một tác phẩm hành động giật gân hứa hẹn kịch tính đến nghẹt thở, đánh dấu màn tái xuất truyền hình của Song Joong-ki sau hơn một năm kể từ Arthur Chronicles. Trong Vincenzo, nam diễn viên tiếp tục chuỗi nhân vật khó nhằn của mình với vai Vincenzo Cassano, một luật sư kim mafia vừa có thể giết người vừa có thể mở miệng đòi công lý. Một nhân vật mà theo nhà sản xuất là thuộc hàng khó đoán và nguy hiểm bậc nhất từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Vincenzo thuộc kiểu nhân vật phản anh hùng, sẵn sàng làm chuyện xấu để trừng trị kẻ xấu. Bản thân Song Joong-ki chia sẻ, anh nhận vai diễn này vì rất hứng thú với một kịch bản chỉ trích xã hội một cách hài hước. Để hoàn thành tốt vai diễn trong hai phim điện ảnh Space Whisper và Bogota, Song Joong-ki đã học tiếng Tây Ban Nha. Tương tự với nhân vật Vincenzo, nam diễn viên đã chăm chỉ học tiếng Ý để mang đến một hình tượng chuẩn chỉnh nhất có thể. Một nhân vật trung tâm nửa chính nửa tà, đúng kiểu bad boy, lại được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Vincenzo có tiềm năng trở thành hình tượng đột phá tiếp theo của Song Joong-ki. Trong phim, Vincenzo tên thật là Park Jo-hyun, năm 8 tuổi đã chuyển đến Ý. Khi trưởng thành, anh trở thành luật sư và nhận việc làm quân sư cho một băng đảng khét tiếng. Do có một số vấn đề trong nội bộ, Vincenzo trở về Hàn Quốc để xử lý rắc rối và vướng vào mối quan hệ với nữ luật sư sắc sảo Hong Cha-yeon, Jeon Yeo-bin. Anh dần phải lòng cô nhưng vẫn còn đó những nhiệm vụ cần phải được hoàn thành và lắm lúc theo cách chẳng hợp pháp cho lắm. Mô típ phản anh hùng với nhân vật chính dùng thủ đoạn không trong sáng để đối phó với các thế lực dùng tiền và quyền bóp méo pháp luật không phải chủ đề mới mẻ trong làng phim Hàn, nhưng vẫn luôn khiến khán giả phấn khích mỗi khi theo dõi. Nhất là ở đây, nhân vật chính còn là một mafia. Song hành cùng công cuộc đấu tranh với kẻ ác, tuyến tình cảm từ như chó với mèo, chuyển thành tri kỷ của Vincenzo và Cha-yeon cũng rất đáng mong đợi khi nữ chính của chúng ta rõ không phải một nhân vật dễ xơi. Ngoài ra, tuy nội dung chính khiến khán giả lập tức gắn mác Vincenzo là phim hành động giật gân, thể loại chính của bộ phim thực chất là Black Comedy, hài đen. Bởi thế, người xem hoàn toàn có thể trông đợi vào những tình tiết hài hước một cách kịch tính, nhất là khi Vincenzo được chấp bút bởi biên kịch Park Jae-pum, người nổi tiếng với hai tựa phim đình đám The Fiery Paris và Check Kim, vừa hài hước vừa sâu sắc. Dàn diễn viên xịn sò của Vincenzo. Bên cạnh Song Joong-ki, những cái tên còn lại trong dàn diễn viên của Vincenzo đều thuộc hàng ngũ chất lượng. Nữ chính Jeon Yeo-bin có thể không mấy quen thuộc với khán giả Việt, nhưng tại Hàn, cô là một trong những diễn viên triển vọng nhất gần đây với diễn xuất đã được kiểm chứng qua nhiều tác phẩm. Nổi bật nhất có phim truyền hình Be Melodramatic và phim điện ảnh After My Death. Jeon Yeo-bin được trông đợi sẽ thể hiện nhiều khía cạnh thú vị từ đanh đá lém lĩnh đến cao ngạo đỉnh đạt trong Vincenzo, hứa hẹn cho thấy phản ứng hóa học ngon lành với Song Joong-ki. Không chỉ thế, Vincenzo còn có Ok Tae-seon thủ vai cậu thực tập sinh trẻ hiền lành và có phần ngây ngô Jang Yoon-woo. Và nam diễn viên lão làng Jun Ye-myung hóa luật sư dân sự Jong Hoon-chan. Trong khi đó ở phía phản diện, nữ diễn viên chuyên trì những vai phụ huynh hiền lành Kim Yeo-jin sẽ đổi gió, hóa thân thành nữ luật sư tàn nhẫn Choi Myung-hee. Còn ngôi sao trẻ Kawas Dong-yeon đảm nhận vai diễn đầy thử thách là thiếu gia Jan Hansel của tập đoàn Babel. Kẻ nắm giữ quyền lực thì còn quá trẻ nên đang dần bị chính thứ quyền lực đó ăn mòn. Với một dàn diễn viên chất lượng như thế này, Vincenzo chắc chắn sẽ mang đến phần diễn xuất với nhiều đặc sắc đáng mong đợi.